Chào mọi người, hôm nay chủ tịch mình đi về cái nông trại của mình. Cái này về thăm mà thấy chú quá nhiều chú rồi. Đấy, mình đi một vòng quay cho mọi người coi nha. Là mình nằm nỏ rồi sơ sơ. Quá nhiều chú rồi, đây là cái buồn chú trước nhà. Đây là buồn chú trước nhà. Mới ra đây. Cái đó là chặt ngày mai trộn gỏi gà ăn được rồi đó. Đúng không? Ừ. Đúng không? Thu hoạch đi. Đẹp không? Đây. Đem chiếc xe theo để hồi đẩy chuối chín kia vô không? Em quay xong cái lâu lâu em nhắn dừng á. Quay được con tay á. Ra thu hoạch mấy cái quầy chuối trước đi. Cái kia nó chín cây luôn rồi đó. À đây có cái quầy bắp chuối mới lên nữa nè anh. Kìa, trước mặt anh kìa. Chặt luôn phải không? Chưa, cái đó để cho ra quầy chứ chặt chi. Nó phải có trái. Đây chỉ nè. Đây mọi người. Đó, rồi nó rụng tách 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 từ từ. Đang ra quầy nè. Thấy không? Rồi giờ ra đây chặt chín nè. À cái buồng nè nhỏ xíu à. Đây là cái buồng nhỏ xíu. Cái buồng này chín cây đâu, hái thử chế trên cây ăn coi. Ăn thử nè. Mấy ăn được ba. À cái đó nó già rồi, anh hái chế chín cây ăn đi anh hai, chặt cái buồng đó là mai mốt mấy cái kia chín chưa à. Hái thử ăn ơi. Hái chín trên cây nè, đây là cái buồng chín cây. Đây. Chú sim. Sim đen. Cho em một trái. Đây. Đi chặt không? Chặt đi. Mấy giây tháng thì sao? Chặt nguyên hoài. Mấy tháng nó chưa chín. Mọi người nói kính. Nó già rồi, anh chặt nguyên cây chuối bỏ luôn á. Rồi chặt cây chuối bỏ luôn để cây chuối thì bỏ ra cái này lên đúng không? Chặt sát gốc luôn cho đẹp. Cái quầy này thì nó non. Cái quầy đó thì hơi non. Dọn lá rồi, lá nó khô mới thành con đường đi nè. Nó không mọc cỏ nữa phải không anh? À, thấy luôn cái quầy ngoài không? Quầy nào? Còn quầy già. Nhưng mà chín cây luôn rồi. Cây. Ở ngoài bên hái cái quầy bự kia luôn, ngày mai mình đem về chảnh không? Ngoài này, chặt cái cây đó sát liền xuống dưới luôn đi. Cái cây này hôm rồi mới hái quầy này nè, chị Tiên hái chín nải.
qua hồi nãy em thấy cái quầy bên đây nó cũng già rồi nè. Ờ, cái quầy này nó già rồi, mình chặt là ngày mai ngày mốt nó chín rồi đó. Đây mọi người ơi, buồn nữa nha. Chặt đốn cái cây luôn. Wow, trời ơi cái buồn này. Cầm anh, cầm cao lên. Quá wow, tiếng lửa, trời ơi. Bỏ chạy. Bông súng cho sáng mai hả, hái nè, tán cho nở đẹp. Em thấy bên kia hình như còn mấy cái bắp chuối. Cái màu nó nhịp không? Đâu nè, anh ơi, bên đó cái bắp chuối nè. Sao vậy? Trong đó đó, lục lục đó. Đó ừ. Trời, gì cũng có cái bắp chuối nè. Chuối lùng. Trời, thu hoạch được cái gì đó hả? Đây là thành quả. Chín cây. Cái trái này nó mùi quá. Đẩy xuống vô con cá nè. Bình minh ơi dậy chưa. Bây giờ là 5 giờ sáng nha mọi người. 5 giờ sáng ở con trại quê của mình. Mắt cái giống kìa, mình nằm ngoài trước. Ủa nó mát lạnh rồi mọi người ơi. Lạnh luôn. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác. Bây giờ là 7 giờ sáng chủ nhật. Tối qua mới nhậu giận quá trời cả nhà ơi. Giờ mình làm lặt vặt cho cá ăn. Để cho cá ăn, chuẩn bị đi cho cá ăn. Bông súng đẹp quá. Cà phê sáng với tôi. Nhìn cái đèn bông súng. Chơi với quang ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Này nhiều bông súng quá luôn. Đêm mới đang ngủ trưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã xa. Quay chưa? Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày buồn lớn, sợ chạm vào nỗi nhớ.
gian gian diu diu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình. Sao thấy ớt quá. Nước hồ nó xanh quá ha. Bây giờ mình chuẩn bị mình xuống dưới cái đìa để mà mình kiểm tra cái miệng cống lại, coi cái lợp mình đặt ở dưới nó có bị hở không, để tránh cái trường hợp mà cá nó thất thoát ra ngoài thì mình phải kiểm tra lại. Lâu lâu mình xuống mình kiểm tra một lần. Khúc này mình không biết sao mà nó bị mất tiếng đó, cho nên mình thu tiếng vô lại nha mọi người. Để mình diễn tả mình cho mọi người hiểu luôn đó. Cái bên đây là một cái đầu miệng cống mình đặt ở dưới đó, bắt đầu mình sẽ mò xuống dưới kiếm cái miệng cống. Thì đó mình có lấy cái lời cái lợm đó mình mua người ta đó, mình đặt vô. Mình có cột cẩn thận lắm, nhưng mà để mình kiểm tra xem nó có sức gì ra không. Sợ mình sợ là nó sức ra, cái cá nó không chui ra ngoài cái kênh thủy lợi ngoài trước đó. Mình đang lấy cái tay mình mò mò dưới á. Mò mò dưới kiểm tra tình hình là vẫn ổn, nha mọi người. Phía bên đây thì vẫn ổn, phía bên đây là bình thường không có gì hết. Phía bên này nó sâu dưới á, nó có còn bị bùn nó lấp nữa mà, cho nên nói chung là chắc là không có ảnh hưởng gì đâu, không có sao hết. Đó. Kiểm tra kỹ lưỡng xong rồi mình qua mình kiểm tra cái đầu bên kia. Mình chỉ có hai đầu thôi.
Rồi, bên đây ok. Giờ mình qua bên kia nha mọi người, qua cái miệng cống bên kia. Nó nguyên cái hệ thống mương của mình đó là nó sẽ lấy nước từ bên ngoài vô, nó thông với bên ngoài là qua hai cái miệng cống. Đó, hai cái cống ở dưới mình đặt hai, mỗi bên là mình đặt hai cái ống bọng á, cái ống bọng nhựa bình minh luôn á nha. Bự lắm. Một cái miệng nó bự bằng cái rổ mình đang cầm vậy đó. Đó, giờ mình qua đây tiếp tục kiểm tra ở dưới này. Thì xuống bắt đầu mò kiểm tra coi ở dưới nó có thất thoát gì không. Mình có làm dấu cho người đó ngay chân cái miếng cây ngang đó đó là nó bắt đầu mình mò xuống. Bên này thì nó hơi sâu một chút, không sao, có đó bắt đầu thấy rồi đó, thì nó vẫn dính vô bình thường không sao hết. Nhưng mà mình bên đây mình mò kỹ thì mình mới phát hiện có một cái lỗ nhỏ, cái lỗ lủng nhỏ khoảng hai ngón tay có thể đút vào được, có nghĩa là con cá nhỏ cỡ hai ngón tay nó có thể là chui ra chui vô được, cho nên mình kiếm đồ mình bịt lên luôn, mình chèn vô, mình kiếm đồ mình chèn vô mình bịt lên luôn, nó đâu cỡ một hai ngón tay á, giống như là cái mũ nó bị đứt á, nó bị bể miếng vậy đó mọi người. Đó, giờ mình đang kêu vợ mình đi kiếm gì cho mình nhét vô rồi. Rồi giờ mình kiếm cái đồ mình nhét vô, cây nhét vô, nhét vô cho nó chặt lại, với mình lấy đất mình bịt lại để mà cá nó không có thoát ra. Phía bên đây thì đỡ sình bụng hơn bên kia, nói chung là bên đây nước nó ra vô rồi thoải mái hơn, còn bên kia thì sình bụng hơi nhiều. Giờ là như là làm xong rồi, nhét gần xong rồi. Rồi nãy mình định đem đồ nghề mình định cần thì xử lý, nhưng mà cuối cùng không có xài gì chứ. Mình về mình kiểm tra lại hai cái đầu ống bọng gì đó mình mới yên tâm được mọi người ơi, chứ không thời cá nó đi ra công sức mình nuôi. Giờ làm xong rồi mình chuẩn bị mình đi hái một súng luôn. Đó, an tâm hai cái ống bọng rồi, bây giờ mình bắt đầu mình đi hái bông súng luôn, tranh thủ hái bông súng để một chút đem về Sài Gòn luôn. Đấy. Đó, bắt đầu hái bông súng. Bên cái địa bên đây hồi đó là mình mua cũ á, mua 100.000 cũ súng á, cái mình lặn dưới đó mình cũng nhém vô hai cái mép mình bờ mương á, nhém vô mà bây giờ nó ra được nguyên một cái mương súng gì luôn đó mọi người, nhìn đã dễ sợ đó. Mình thích hai cái mương là súng hết luôn, nhìn nó đẹp mà trời nó, mọi người thấy không, bữa nay mình không cần phải lặn sâu dưới đâu. Ở đây mặc dù nước đang lớn nhưng mà bên đây bây giờ nó bùng nó bồi dưới á, cho nên mình đứng cũng sắp ngang vai mình vậy đó. Bên đây thì nó không có sâu bằng bên kia, mưa bên kia nó sâu hơn, còn mưa bên đây nó chỉ sắp vậy thôi, cũng dễ hái một súng lắm. Thò cái tay xuống cái giật cái bạc cái là coi như là đứt ngay từ cái gốc nó đứt rồi. Mọi người thấy bung súng mà nó chỗ trắng ngay chân cái gốc đó là ngay gốc rồi đó, nó không có đứt ngang mà đứt từ dưới gốc luôn, cho nên mình không có sợ bị mất thịt. Đó, thấy chưa, dựng cái là lên cộng, dựng cái lên cộng, bên đây cộng chắc cỡ mét, cộng bên này cỡ mét mét hơn ạ. Thấy chưa, giật cái lên cộng vậy đó. Mình thích cái vụ bông súng này lâu rồi mà bây giờ cái hồ mình nó ra bông súng mới nhiều được như vậy nè. Mà gì vẫn chưa đâu, vì là mới có phủ khoảng chừng 50% thôi, nó phải ra thêm đầy nữa coi nó mới đẹp, chứ là mới nhiều con súng mà hái mua súng bán cũng có tiền lắm nha mọi người, tiền lặt vặt vậy đó. Đó, kéo qua bên đây thêm 4-5 bông nữa. Tại mình phải hái, chứ mình không hái là
nó nở xong rồi nó cũng cũng quéo à, nó cũng quéo nữa, nghĩa là nó chìm xuống cái nó bắt đầu nó thối á, nó mềm nó thối á đó. Cho nên bắt buộc phải thái, với là mình hái thì nó mới chống chỗ cho mấy cái bông súng con ở dưới nó bắt đầu từ từ nó phượt lên đó. Cái hồ của mình nước sạch cho nên mình không có sợ, không có sợ gì hết, tại mình múc là ban đầu luôn mình không có sợ, với là mình cũng không có sợ có con cá sấu con cá gì ở dưới trơn á. Cá của mình là cá gì mình cũng nuôi mình biết trơn, còn nếu mà cá ngoài vô á thì vòng vòng chỉ có cá rô, cá sặc, cá lóc này kia lặt vặt thôi. Giờ mình ngồi trên bờ quay mấy cái này, quay cho vui mọi người, để về Sài Gòn coi lại đỡ nhớ cái farm, chứ không phải là làm clip chuyên nghiệp gì hết. Không có giống mấy em miền Tây này kia đồ ăn mặc hở hang đồ, mình chơi còn dữ hơn nữa, mình đâu mặc áo đâu, mấy em kia còn mặc áo chứ mình đâu có thèm mặc áo làm gì. Ở đây bây giờ con súng quá trời luôn, kéo qua mọi người thấy dữ không, quá trời luôn. Này mình đi hái hết nguyên cái đề con súng này luôn, hái xong đem vô cho vợ túi tắt gì đó rồi bỏ một bọc đem lên Sài Gòn quất. Thấy gì chứ ở dưới quê thấy bình thường, chứ đem lên Sài Gòn bỏ con súng này ăn sướng lắm mọi người, chứ trên Sài Gòn bán mắt, bán mắt mà nhiều khi không tươi bằng đó. Giật là cái lên, giật cái lên, giờ hái dễ, giật cái lên, giật cái lên. Này cái đìa này mình còn, mình mở dưới này ha, là mình còn nuôi ốc bu đen nữa đó mọi người, nhưng mà tại mình chưa có thời gian đầu tư. Mình thích nuôi ốc bu đen lắm, để cho nó ra rồi trứng ốc bán cũng có tiền. Đó, mọi người thấy một súng rồi đó, gom lại ở dưới chân mình vậy chứ, mọi người thấy gì chứ, ở dưới là nó cái mấy cái bụi đó ở dưới đó, góc á, ở dưới á, nhiều khi mà đi ngang là đi không được luôn á, nó nhóc hết trơn. Mấy cái gọi là cái tán, cái cạnh gì của nó dưới nhóc á. Dựng cái lên, dựng cái lên. Mấy cái búp nó chưa nở mình hái luôn, tại vì một chút mình đi Sài Gòn rồi, cho nên mình hái luôn. Chứ không hái để mai nó nở. Hái quốc luôn. Đó. Dứt. Dứt 1 2 3 bắt rồi lên. Nào cỡ mét mấy. Bên đây là dừa. Cái đìa bên kia bông súng hả? Cái cọng nó bự như ngón tay cái vậy. Còn đìa bên đây là gì, là dừa ăn nè. Quá trời. Bên phía bên kia nhà là nhà của hàng xóm láng giềng, là của bạn Chan, người Khmer. Mình ở trên Sài Gòn thì mình cũng nhờ Chan nhìn ngó giùm. Dễ thương lắm, người Khmer người ta dễ thương lắm mọi người. Người ta thật thà, nhiệt tình, dễ thương lắm. Mình ở kế bên mấy người Khmer mình cũng yên tâm lắm. Mỗi lần mình về cái bên kia hay nuôi con này con kia, như con ếch, con gà, con gì đó là mình hay mua ăn lắm, mua nướng ăn. Cha anh nó có cây cà na cổ thụ ngoài sau bự lắm. Đó, phía sau đó là cây cà na cổ thụ đó, phía sau nhà kế nhà luôn là cây cà na cổ thụ mười mấy hai chục năm rồi. Cà na ta ăn ngon lắm. Vợ mình cũng hay mua. Đó, giờ đi ra phía sau còn mấy bụi ngoài sau nữa. Quá trời. Cái cầu khỉ đó cũng cha anh bắt đó, hồi đó tết cha anh với mình hai anh em làm đó. Nhưng mà cái chàm này là chàm Úc, nó giòn đó mọi người, nó không có bằng chàm rừng của mình, cho nên khoảng năm là thấy bắt đầu nó khô rồi,
nó khô nó đi mà không khéo là nó gãy luôn á, nó kêu rắc rắc à. Hồi sáng mình có đi thử rồi, mình bước qua mình nghe kêu rắc rắc, chưa tới nửa cầu nữa mà kêu rắc rắc, thôi mình sợ quá mình đi lại luôn, quay lại luôn chứ mình không đi, đi mới con lọt cái tủm. Chừng nữa mình phải làm cầu khác hoặc mình gia cố cái đó lại. Quá trời, nãy giờ mình đếm chắc cũng mấy chục bông rồi đó. Mình có đếm á, 2 bông là mình đếm hết á, mà tại vì không biết sao vợ mình quay khúc này không biết sao nó không ăn tiếng á, cho nên giờ mình phải lồng tiếng vô lại. Đó, một đống rồi đó mọi người thấy chưa? Quá trời. Trời ơi. Cây này nó mới vừa rụi nè, hái luôn vẫn còn ăn được, chưa có bị thối. Đó, cọng này chắc dài hơn 1 mét, chắc cỡ 1m2, 1m3 vậy. Bông súng gì là dài lắm. Đó, nó mình đang đi qua nguyên cái bụi nhụi dưới đó mọi người, dưới nguyên cái bụi nhụi đó mình đang lướt lướt qua đó, dưới dữ lắm, nguyên cái gọi là nguyên cái gốc nó dưới tùm lum đó nha. Hái về luôn, hỏi mất công để ngày mai nở. Nhỏ nhỏ quất luôn thôi, cái đó chừa lại đi, thấy nó non quá để chừa lại đi. Rồi đây còn 1-2 bông nữa là xong rồi, xong phía bên đây đó, mọi người thấy cái cầu thấy nó rung rinh không? Này em bé đi được chứ người lớn đi chắc gãy quá, giòn ấy. Với lại lúc mình làm mình cũng dở cái là mình không có lột ra, chứ mình phải lột vỏ nó ra thì nó mới chắc được. Tại vì đó mình cũng kinh nghiệm ha mọi người, mà nhiều khi ở đó mình nghe người ta nói á, mà mình làm biến, người ta nói chàm á, muốn cho nó chắc phải lột vỏ ra rồi ngâm nước, không ngâm nước ít ra cũng lột vỏ ra, mình làm biến để vậy cho nên nó mau, tuổi thọ nó giảm, tại cái vỏ nó thấm nước, nó giữ nước cái nó ỉ trong ngoài. À, mọi người thấy không, nguyên một đống luôn, trời ơi quá trời bông súng. Ôi trời ơi, cái này chắc mấy ký, cả chục ký luôn á chứ không ít. Đó, ở bên đây còn nữa nè, phía sau lưng mình còn một bụi nữa, sẵn nhảy xuống dưới có mấy cái là lấy làm luôn, giật luôn. Đó, ui sao nhảy xuống quất tiếp, còn mấy bông quất tiếp mấy bông nữa rồi lên luôn. Đó, trời, giờ mình cầm con súng rồi, cọng này là vừa ăn lắm á, không bự không nhỏ, vừa. Đó, dưới này còn mấy bông nữa nè, sẵn là vớt cái thao lên luôn. Cái thao này bữa trước đi để dưới này cái nó chìm, sẵn kỳ này vớt cái thao lên luôn. Wow. Ở cái này mọi người thấy cái xanh xanh mà mình rào lại là lưới đó. Hồi đó mình định chơi cái ốc đảo số 2 này là cái đảo thỏ, định rào lại nuôi thỏ mà cuối cùng thất bại á mọi người, tại vì con thỏ nó vẫn chui được, vẫn chui ra ngoài được, cho nên tạm thời mình để vậy chơi thôi, nữa mình quy hoạch mình sử dụng lại sao. Nhưng mà mình có cái nhà thỏ đó mọi người thấy không, nhà nhỏ nhỏ đó cho nó vô nó trú mưa trú nắng nó cũng quen rồi. Mình nuôi được 5 con, nó đi với nó lạc, cuối cùng còn được 5 con, nhưng mà được mới cách đây khoảng chừng chưa mấy bữa thì tự nhiên có một con thỏ trắng bự lắm, nó chết ở bên chỗ hồi nãy gần nhà cha nó, ở mép rào bệnh không biết sao chết rồi nó phân hủy luôn rồi, tội nghiệp. Bây giờ mình còn có 4 con à, 2 con trắng 2 con nâu, nhìn nó cũng dễ cưng lắm. Có thỏ thì nó ăn cỏ, nó giống như là nó dọn cỏ tiếp mình vậy đó, nhưng mà ngoài cỏ nó cũng ăn một số thứ khác cũng hại đến mình, ví dụ như cây lưỡi hổ của vợ mình trồng quanh nhà đẹp lắm, nó quất láng hết. Rồi nó ăn thêm mấy cây me, lá me này nọ nó cũng ăn hầm bà lằn hết, qua 10 giờ nó cũng ăn. Không, mọi người thấy cái đề bên đây không, nó sâu lắm, mình bơi hụt 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 luôn á, nó sâu lúc đầu mình luôn á,
mà bên đây chính vì nó sâu á, cho nên là cái cọng của nó dài hơn, tại cái gốc nó nằm tuốt dưới nó chồi lên trên mặt nước thì nó dài hơn là phía bên kia đó. Cái cọng bên đây nó dài cỡ 1,5 m á, theo mình nghĩ nó cỡ 1,5 m á, 1,5 m hơn luôn á, chứ không có dài hơn bên kia. Cọng bên kia cỡ 1,2 m, 1,3 m, chứ cọng bên đây cỡ 1,5 m á, cũng chừng 1,6 m, 1,7 m luôn á. Tại vì lấy cọng đó đó mình là biết rồi. Xong đó, giờ vợ mình bắt đầu thu hoạch nha, điểm này nha, mình điểm rồi 4 mấy bông, bây giờ bắt đầu thấy cho nó gọn lại, bỏ vô cái thau đem vô nhà cắt bỏ bông hết, lấy cái cọng cắt ra nhỏ ra bỏ vô bọc đem lên Sài Gòn. Nói chung cái vườn của mình mới có 1 năm mà, nhưng mà cũng bắt đầu có thu hoạch rồi. Đợt này về là bắt đầu ăn chuối nhiều nè, với lại là bông súng nhiều nè. Đợt này là đợt bông súng với chuối nhiều à, quá trời luôn. Thấy chưa? Còn ở dưới đóng nữa kìa, trời ơi, gì đâu mà quá trời quá đất mọi người ơi, còn đóng nữa đó, coi thấy mất mệt luôn á. Trời đang nắng nữa, làm chút xíu nữa là hai vợ chồng mình đi về Sài Gòn rồi. Xong này vô tắm rửa này nọ, dọn dẹp nhà cửa cái là chuẩn bị đi Sài Gòn rồi. Hôm nay chủ nhật lên để cho mấy đứa nhỏ thứ hai để đi học, mình cũng làm việc nữa đó. Mọi người thấy không, nó còn đóng nữa kìa, bỏ vô đầy thao luôn rồi, đem vô nhà xử à, chuẩn bị đem vô nhà xử thôi à, đóng nữa quá trời à, nhiều quá. Rồi bây giờ tiếp tục đem vô nhà xong, vợ mình cắt ra nha mọi người, cắt khúc ra giống như người ta bán ngoài chợ vậy đó. Đó, bán giống như người ta bán ngoài chợ vậy đó, cắt khúc 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 khúc, khúc ra à, quá trời vậy. Rồi mình xong nhiệm vụ kiểm tra hai cái cống rồi, hai cái đầu cống rồi, với lại hái bông súng rồi. Bây giờ mình thư giãn trước khi về Sài Gòn, bơi cho nó đã mọi người. Đang nước lớn à, mà trong cái hồ mình nước trong, nước sạch, tại vì nó lọc hết rồi. Nó có hai miệng cống vô, mà vô đây là lọc hết rồi, cho nên là nước nó sạch sẽ lắm. Đó, mình mặc cái áo phao vô bơi đỡ mệt. Mọi người biết chỗ đó nó sâu bao nhiêu mét không? Sâu 3 mét đó. Sâu 3 mét, không chừng hơn 3 mét luôn á. Chỗ mình đang ở đó đó, lặn xuống là lặn hoài không tới á. Mọi người thấy cái cây của mình đang ghim đó không? Cây đó là nó dài 4 mét đó, ghim còn có chút xíu vậy đó. Mình mặc áo phao vô thì nó tự nổi à, đỡ đà đập nước, đứng nước mỗi chân, cứ như vậy nằm nghiêng nằm ngửa cho nó khỏe. Giờ mình thư giãn chút, lên quá đã, tắm gì sướng, ui quá đã, trời mát mắt rượi, gió lồng lộng. Ý hai cha con của bạn Trang đi đâu à? Đi đi lấy đất bên kia về đắp cái nền nhà cho nó cao lên. Tới mùa nước á, cái người ta hay cho đất á, mỗi năm ở dưới này người ta hay móc, nhà nước người ta hay móc mấy cái kênh á, người ta khai thông dòng chảy á, thì móc kênh dưới được đất á, cái trước nhà ai thì của đất của người đó. Đây là cầu đôi ở thị xã Ngã Năm nha quý vị. Rồi đàn em đang ăn sáng nè, quá quậy rồi. Rồi.
nhà mở ba đến nhà chốt đứng nhà thay vườn.